Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Việt Nâu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tâm sự với nhau một chút nhá. Trong video lần này thì mình muốn khoe với các bạn là mình vừa mới thành lập một cái thương hiệu về thời trang. Nghe cái từ thương hiệu thì nó có vẻ hơi to tát một chút, nhưng mà thực ra thì mình mở một cái shop quần áo bán hàng online. Và cái shop của mình nó cũng nho nhỏ thôi. Tuy nhiên thì mình thấy đây cũng là một trong những cái cột mốc rất là lớn trong năm nay của mình. Vậy nên là mình đã quyết định dành riêng một video để chia sẻ lại với các bạn. Và trong cái video này thì mình sẽ chia thành 4 nội dung chính. Nội dung đầu tiên đó chính là cái lý do tại sao mình lại quyết định thành lập một cái shop bán hàng online. Nội dung thứ hai thì mình sẽ nói về cái phong cách mà shop của mình hướng tới là gì. Nội dung thứ ba thì mình sẽ chia sẻ lại cái quá trình mà mình đã sản xuất ra cái sản phẩm đầu tiên cho shop của mình như thế nào. Và nội dung cuối cùng sẽ là giveaway. Mình sẽ có một số những cái phần quà để dành tặng cho những cái vị khán giả, những cái bạn viewer của channel Việt Nâu. Nó cũng như là một lời cảm ơn, một cái lời tri ân mà dành cho các bạn vì các bạn đã ủng hộ mình trong suốt những thời gian qua. Ok, và chúng ta sẽ đến với cái nội dung đầu tiên là tại sao mình lại quyết định thành lập một cái thương hiệu thời trang vào cái thời điểm này. Không biết là tất cả các bạn ở đây có đang theo dõi Instagram của mình không? Thì trước đây mình có post một cái story là mình nói mình muốn kinh doanh về thời trang và mình muốn xin ý kiến của các bạn. Thì có rất nhiều bạn đã trả lời và mình cũng đã tổng hợp được tất cả ý kiến đấy. Và có một cái ý kiến mà mình cảm thấy nhớ nhất, đó chính là bạn ấy nói rằng không nên kinh doanh thời trang vào cái thời điểm này. Trong cái thời điểm dịch như thế này thì mọi người đang rất là cạn kiệt về kinh tế và sẽ không có nhiều chi phí để đầu tư cho bản thân. Mình cũng thấy là cái ý kiến của bạn đấy cũng rất là đúng. Và hiện tại thì nó còn đang trong một cái thời điểm rất là nhạy cảm, khi mà đang có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều về local brand. Nào là mặc đồ local brand là trẻ trâu, nào là local brand thì chỉ biết đạo nhái của nhau, đạo nhái của nước ngoài, rồi gắn một vài cái tag lên rồi bán với giá ở trên trời. Thì mình phải nói thật lòng với các bạn là mình cũng không phủ nhận những cái ý kiến này. Và trong những cái ngày gần đây thì mình không ra video thường xuyên được. Đó là mình rất là đau đầu về cái lý do là mình có nên quyết định mở một cái thương hiệu thời trang vào cái thời điểm này không. Mình chỉ nghĩ lung quanh ở trong đầu là nên hay là không nên, mà nó đã mất rất nhiều thời gian của mình rồi. Và cuối cùng thì mình đã quyết định là mình sẽ mở một cái shop quần áo. Và sau khi mình đã mất rất nhiều thời gian để đưa ra được cái quyết định là mình sẽ mở một cái shop quần áo bán hàng online, thì mình lại cực kỳ đau đầu trong cái việc là mình sẽ nhập hàng về hay là mình sẽ tự sản xuất quần áo để bán. Và cái sự trăn trở nào thì nó cũng sẽ có câu trả lời. Và mình đã đưa ra cái quyết định là mình sẽ tự sản xuất quần áo để bán. Và cái áo phông mình đang mặc đây chính là cái sản phẩm đầu tiên của shop của mình. Về cái quá trình mà mình đã sản xuất ra cái chiếc áo này như thế nào thì mình sẽ chia sẻ ở phần sau. Còn bây giờ thì mình sẽ nói một chút về cái định hướng tương lai của shop mình đã. Đầu tiên là về cái tên shop của mình, thì tên shop của mình có tên là Be Brown. Và mình phải nói thật với các bạn là mình nghĩ ra cái tên này nó rất là nhanh. Mình chỉ cần lóe lên trong đầu một chút thôi là mình đã quyết định chọn cái tên này làm cái tên thương hiệu cho shop của mình rồi. Mình thấy cũng có rất nhiều bạn founder cũng dành rất nhiều thời gian để nghĩ ra được một cái tên thương hiệu, làm sao cái tên đấy nó phải thật hay, nó phải thật ý nghĩa và nó phải có một cái câu chuyện thật là dài, thật là cảm xúc. Nói chung là nó phải mất rất nhiều thời gian. Còn đối với mình thì mình lại đưa ra một cái quyết định rất là nhanh, vì mình nghĩ đơn giản là nếu như chúng ta muốn thương hiệu của chúng ta được nhiều người biết đến, được nhiều người quan tâm và tò mò về cái câu chuyện xung quanh cái tên thương hiệu, thì sẽ chỉ có một cách nhanh nhất là thương hiệu của chúng ta phải trở nên nổi tiếng, phải có thật nhiều khách hàng, và khách hàng của chúng ta phải hài lòng về cái chất lượng, về cái sản phẩm của thương hiệu này. Nó sẽ hơn là cái việc mà chúng ta dành quá nhiều thời gian để nghĩ ra một cái tên thật là ý nghĩa mà chả ai biết đến cả. Và để nói về cái phong cách mà shop của mình hướng tới thì lại một lần nữa mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Vì khi nói đến cái vấn đề kinh doanh thì chúng ta có một cái châm ngôn gần như là bất biến, đó chính là chúng ta hãy bán những cái thứ mà khách hàng cần chứ đừng bán những cái thứ mà chúng ta có. Và mình lại phải đấu tranh ở trong đầu của mình là mình có nên bán những cái sản phẩm mà có số đông đang muốn sử dụng, như là những chiếc áo phông in graphic, những chiếc áo polo dáng basic hay là những chiếc quần âu. Nhưng mà cuối cùng thì mình đã quyết định là vì những cái sản phẩm sắp tới là do chính tay mình sẽ tự thiết kế và tự sản xuất, nên đầu tiên mình sẽ phải bán những cái sản phẩm nào mà nó đúng với cái style của mình nhất, nó đúng với cái gu thời trang của mình, và mình mặc lên nó phải cảm thấy đẹp thì mình mới có cảm hứng để đưa ra những cái sản phẩm tiếp theo được. Vậy nên là tất cả những cái sản phẩm sau này của Be Brown thì mình sẽ phải cân đối làm sao cho những cái sản phẩm này nó vừa phải có cái tính thương mại một chút mà nó vừa phải mang cái hơi hướng phong cách cá nhân riêng của mình. Nó kiểu như là những cái sản phẩm này nó không quá bị đại trà mà nó cũng không quá khó để sử dụng hàng ngày. Và cho đến tận bây giờ thì mình vẫn chưa thể tìm được một cái từ nào chuẩn nhất mà nó có thể diễn tả được cái phong cách mà shop của mình muốn hướng tới. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như các bạn quan tâm đến Be Brown và theo dõi khoảng tầm 2 đến 3 sản phẩm tiếp theo thôi, thì các bạn sẽ dần dần tưởng tượng được cái phong cách mà mình muốn chia sẻ với các bạn là gì. Và tất nhiên là đối với những cái bạn đang xem video này, những cái bạn là viewer của channel Việt Nâu, các bạn có thể đề xuất ngay ở phía dưới phần bình luận những cái món đồ mà các bạn muốn Be Brown sản xuất. Mình sẽ đọc hết tất cả các ý kiến của các bạn và đưa ra những cái sản phẩm chất lượng nhất để phục vụ các bạn. Mấy ngày hôm nay thì mình đã mặc đi mặc lại cái chiếc áo phông này. Cái chiếc áo phông mà đem lại cho mình rất nhiều cái cảm xúc, từ lo lắng, từ bồi hồi, rồi vỡ òa,
gần như là rưng rưng nước mắt khi mà mình mang nó từ xưởng để về nhà. Mình đã mặc nó gần như suốt cả ngày và mình còn mặc nó để đi ra trời nắng chụp ảnh feedback cho các bạn xem, cũng như là chính tự tay mình ném nó vào máy giặt để test thử xem cái chất lượng sản phẩm như thế nào. Mình đã trải nghiệm rất là nhiều và đưa ra cái cảm nhận thì tuy đây là cái mẫu áo đầu tiên của shop mình thôi, nhưng mà mình thấy chất lượng của nó cũng khá là ok và không thua kém quá nhiều so với những cái local brand hiện nay. Theo như mình đã tham khảo và tìm tòi suốt mấy tuần nay thì để sản xuất ra một chiếc áo phông như thế này thì nó gồm khoảng tầm 3 công đoạn chính. Công đoạn đầu tiên đó chính là thiết kế, công đoạn thứ hai sẽ là sản xuất. Trong cái việc sản xuất này thì nó sẽ bao gồm chọn cái dáng áo, chọn cái chất vải và chọn cái công nghệ in. Và công đoạn cuối cùng đó chính là hoàn thiện và đóng gói. Có thể là nó sẽ còn nhiều bước nữa, hoặc là mình nói cũng một vài ý nó còn chưa đúng. Nhưng mà đối với một người vừa mới bắt đầu kinh doanh về thời trang và vừa sản xuất ra được một chiếc áo đầu tay như mình thì đó là những cái điều mà mình đã tự tổng hợp lại được. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái công đoạn mà mình đã sản xuất ra chiếc áo đầu tiên này như thế nào nhá. Cũng cảm thấy hơi tiếc vì cái hôm mình đi thiết kế thì mình không quay lại được, vì hôm đấy mình với các bạn làm thiết kế cũng khá là mệt và phải làm việc đến tận gần 12 giờ đêm mới xong, vì cái mẫu áo này mình phải sửa đi sửa lại rất là nhiều thì mới ra được một cái thiết kế mà mình cảm thấy ưng mắt. Đầu tiên là sau khi mình đã đến xưởng và chọn được cái chất vải cũng như là form dáng của áo thì mình có in test trước cái hình thiết kế lên một cái áo phông có cái vải cốt tông có giãn 4 chiều. Nhưng mà sau khi hoàn thiện xong thì mình đã mặc thử lên người và thấy form dáng nó cũng không được ổn lắm và cái hình thiết kế thì nó cũng không phù hợp với cái chất vải này. Vậy nên là giữa 12 giờ trưa mình lại phải phi sang một cái xưởng khác để lấy một cái chất vải hợp hơn rồi lại quay lại đây in, vì ở đây thì mình thấy là nó mới có cái công nghệ in mà mình muốn sử dụng. Và mình đã đổi sang một cái áo có chất vải cũng là cốt tông 100% nhưng mà lại co giãn 2 chiều, và đây cũng là cái loại vải đang được rất nhiều local brand sử dụng để làm áo thun. Công nghệ in mà mình sử dụng để in cho cái chiếc áo đầu tiên này đó chính là công nghệ DTG, và theo mình tìm hiểu thì đây là công nghệ in tốt nhất hiện nay. Kiểu in này thì nó sẽ cho ra được cái hình in sắc nét, và đặc biệt là khi sờ lên cái vết in nó như là sờ lên vải luôn, nó không có cái cảm giác là mình đang sờ lên một cái hình in, và khi mặc lên người thì nó cũng không bị nóng. Với một chiếc áo như thế này thì trước khi đem đi in thì mình phải lên thông số ở trên máy tính trước, sau đó thì áo này sẽ được là phẳng và xịt lên một cái lớp gì đấy mình cũng không rõ, đại loại là nó sẽ làm cho cái áo này bám mực hơn để đưa ra một cái hình in chất lượng nhất. Sau đó thì đặt gọn gàng áo lên mâm in, và cái công nghệ in này thì sẽ đi hai lớp mực. Lớp mực đầu tiên thì nó sẽ hơi mờ một chút và lớp mực thứ hai thì nó sẽ hoàn thiện luôn. Và sau khi in xong thì có một công đoạn nữa là cho cái áo xuống cái máy ép nhiệt, thì theo mình nghĩ là để được lưu giữ cái hình in này được tốt nhất và lâu hơn. Cái cảm giác mà nhìn cái thành phẩm chứa bao nhiêu cái nỗ lực của mình dần dần được hoàn thiện phải nói là cực kỳ sung sướng luôn. Và ngay sau khi cái áo này được ra lò thì mình đã chạy đi mặc thử luôn và phải check in một phát, nói chung là cũng khá là ưng. Đây là cái cảm xúc của mình khi mà từ xưởng về nhà, khi mà phải đi từ 9 giờ sáng đến tận 6 giờ tối thì mới may được một chiếc áo. Mình cũng không biết là phải diễn tả cái cảm xúc này như thế nào, nhưng mà nói chung đây là một cái ngày rất là đáng nhớ và ý nghĩa đối với mình. Về đến nhà thì mình cũng treo luôn cái áo này lên tủ và cứ thế nằm ở dưới ngắm suốt cả buổi tối luôn. Ok, và cái nội dung cuối cùng trong video ngày hôm nay nó sẽ chính là giveaway. Theo cái kế hoạch của mình thì khi nào kênh của mình đã được 10.000 sub thì mình mới làm giveaway. Tuy nhiên thì bây giờ kênh của mình có được 9.000 rồi, nên là mình sẽ làm sớm hơn một chút cũng được, đúng không? Và tất nhiên là cái phần quà trong cái giveaway lần này nó sẽ chính là cái sản phẩm áo phông trắng mà mình đang mặc đây. Cái áo này nó có tên là Mr. Stylist và tới từ B Brown. Và cái luật chơi giveaway lần này sẽ như sau: mình sẽ dành tặng cái phần quà cho 3 bạn may mắn. Mỗi bạn nào may mắn thì sẽ nhận được một cái phần quà là một cái chiếc áo phông trắng như thế này và một cái code giảm giá 50.000 trừ trực tiếp vào cái giá thành của sản phẩm. Và nên nhớ là cái code này sẽ sử dụng được trọn đời khi các bạn mua những cái sản phẩm của B Brown. Và cách thức chơi sẽ như sau: các bạn sẽ like và share video này trên Facebook cá nhân của bạn và phải đặt ở chế độ công khai. Nếu như bạn nào trúng thưởng rồi mà chưa đặt chế độ công khai thì mình sẽ hủy bỏ cái phần quà này nha. Sau đó thì các bạn sẽ vào Instagram và follow cái fanpage của B Brown thì mình sẽ đặt link ở phía dưới phần mô tả. Sau đó thì các bạn hãy comment một con số mà các bạn cảm thấy yêu thích từ 00 đến 99 ở phía dưới phần bình luận này cùng với cả tên Instagram của các bạn. Thời gian để chơi giveaway sẽ bắt đầu ngay từ tối ngày hôm nay, ngày 16 tháng 7 và diễn ra tới hết ngày 19 tháng 7. Kết quả của giveaway thì mình sẽ live stream quay số trực tiếp trên cái Instagram cá nhân của mình vào 20 giờ tối ngày 20 tháng 7. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Các bạn hãy kêu gọi thật nhiều bạn bè để chơi giveaway với mình nha. Và mình cũng hy vọng là tất cả những cái sản phẩm sau này của B Brown sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ thật là nhiệt tình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.